Cập nhật quân sự mở ngày 13 tháng 9 Hằng Lâm xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa an lành. Những thông tin đáng chú ý trên chiến trường Ukraine, cuộc phản công của Nga tại Kursk đã bị Ukraine nắm thoát. Lời đe dọa phương Tây của ông chủ Điện Cẩm Linh sẽ mang lại giá trị nào cho Nga? Những hình ảnh hé lộ hiếm hoi về nơi làm giàu uranium của Bắc Hàn và một số thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong cập nhật trưa nay của quân sự mở. Mời quý vị cùng đón xem! Mở đầu là thông tin nhà máy sản xuất xe tăng của Nga bốc cháy ở Omsk. Nhà máy cơ khí Armstrong Marsh đã bốc cháy tại thành phố Omsk ở Nga vào ngày 12 tháng 9, thông đốc Vitaly Kosenko cho biết. Nga sử dụng Armstrong Marsh để sản xuất thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng T-80 và pháo phản lực nhiệt áp TOS-1. EU, Hoa Kỳ, Ukraine, Canada và các quốc gia khác đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà máy này. Kênh Telegram của Nga đã chia sẻ video cho thấy những cục khói cuồn cuộn bốc lên phía trên nhà máy ở Arms. Theo ông Kosinko, mái của một bộ phận đã bốc cháy trong quá trình sửa chữa, còn hình ảnh video cho thấy đó là một xưởng sản xuất của nhà máy này. Nhà máy tuyên bố rằng sự cố không ảnh hưởng đến sản xuất, không có thương vong nào được báo cáo. Đám cháy xảy ra lúc 12 giờ trưa theo giờ địa phương, nhưng phải đến 3 giờ 22 phút chiều mới được dập tắt hoàn toàn. Omsk nằm ở miền trung Siberia, phía bắc biên giới Kazakhstan. Thành phố có hơn 1 triệu người này, cách Ukraine khoảng 3.000 km về phía đông. Và nối tiếp là thông tin, hai Mars phá hủy hệ thống rải mìn Zemle Delizye của Nga ở Kursk. Quân đội Ukraine đã phát hiện và phá hủy hệ thống rải mìn Zemle Delizye của Nga ở vùng Kursk. Xe rải mìn tầm xa của Nga đã bị UAV của Ukraine phát hiện gần cầu phao qua sông Sêm. Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống HIMARS của Mỹ để tiêu diệt đơn vị của Nga. Quân đội Kyiv cho biết tiểu đoàn 413 cùng với trung đoàn tấn công đổ bộ đường không số 78 Hurs đã phá hủy một hệ thống rải mìn hiện đại hiếm có gần cầu phao của Nga trên sông Sêm. HIMARS đã tấn công chính xác và nó đã khiến cho hệ thống rải mìn của Nga nổ tung. Zemle-Delije có khả năng rải mìn ở khoảng cách xa từ 5 đến 15 km, một sản phẩm đặc trưng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, vì hiện tại không còn quốc gia NATO nào sử dụng những hệ thống như vậy trong chiến tranh. Ukraine đã đoán trước được cuộc phản công của Nga ở Kursk Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 9 cho biết, các lực lượng Ukraine đã đoán trước được cuộc phản công của Nga ở khu vực Kursk. Đây là bình luận đầu tiên của ông trong tuần này về chiến dịch Kursk hơn một tháng sau cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine. Cuối tháng 8, Kyiv tuyên bố đã kiểm soát một trong khu dân cư với diện tích gần 1.300 km vuông và bắt gần 600 quân nhân Nga. Quân đội Ukraine đã huy động những đơn vị tinh nhuệ nhất cho chiến dịch. Tuy nhiên, hoạt động này dường như đã chững lại. Người Nga đã bắt đầu các hành động phản công. Nó diễn ra theo kế hoạch của Ukraine, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kyiv với Tổng thống Litva Gitanos Nauseda. Một chỉ huy Nga ngày 12 tháng 9 cho biết, binh sĩ nước này đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 10 khu định cư ở vùng Kursk và đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine gần hai ngôi làng khác trong khu vực, thông báo của quân đội Nga có đoạn. Hoạt động trinh sát và tìm kiếm vẫn được duy trì ở nhiều khu rừng để loại bỏ các nhóm thám báo của đối phương đang cố xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky lặp lại những khẳng định trước đó rằng Ukraine cũng nhận thấy sự tăng cường lực lượng dọc biên giới với Belarus, đồng minh chính của Nga trong cuộc chiến toàn diện với Ukraine. Ông nói: "Chúng tôi đã thấy điều đó từ lâu. Quá trình này đã được kiểm soát Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra khi giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Theo các quan chức Ukraine, cuộc pháo kích của Nga đã giết chết 3 người Ukraine làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và làm bị thương hai người khác tại một ngôi làng ở khu vực tiền tuyến Donetsk. Kyiv gọi kế hoạch hòa bình của Trung Quốc-Brazil là phá hoại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích gây gắt kế hoạch hòa bình Trung Quốc Brazil, gọi nó là mang tính phá hoại và sai lầm về mặt chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Brazil Metropos đăng trên YouTube vào ngày 12 tháng 9, ông lưu ý rằng kế hoạch này chưa bao giờ được thảo luận với Kyiv, thiếu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, vào ngày 2 tháng 8, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy tuyên bố rằng kế hoạch hòa bình mới giữa Trung Quốc và Brazil được 110 quốc gia đón nhận nồng nhiệt. Brazil chưa thông báo cho Ukraine về ý định trình bày kế hoạch hòa bình cùng với Trung Quốc. Ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng với lập trường của Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, nhấn mạnh rằng sự hiểu biết thực sự về tác động của cuộc chiến là điều cần thiết. Ông Putin cần thực hiện các bước để chấm dứt chiến tranh, chứ không chỉ đề xuất đàm phán. Tổng thống Zelensky nói, đề cập đến ý tưởng đàm phán do ông Lula đề xuất. Nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv còn chỉ trích quan điểm thỏa hiệp với Nga. Ông kêu gọi Brazil và Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn Nga, thay vì thúc đẩy các kế hoạch coi thường lợi ích của Ukraine. Phi công Ukraine bắt đầu huấn luyện trên chiến đấu cơ F-16 ở Romania. Các phi công Ukraine đã tới Romania để huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 vài ngày trước và đã bắt đầu luyện tập theo kênh truyền hình Romani DG-24. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov tuyên bố phi công nước này sẽ được đào tạo sử dụng F-16 ở Romania sau cuộc trò chuyện với người đồng cấp Enzo Tiber. Theo Digi 24 đây là lần đầu tiên Ukraine học cách vận hành chiến đấu cơ phương Tây ở Romania. Kênh truyền hình đưa tin rằng nhóm phi công đã đến Romania chỉ vài ngày trước và đã bắt đầu huấn luyện tại căn cứ không quân Bosnia ở hạt Đây không phải là trung tâm huấn luyện được mở vào tháng 11 năm 2023, nơi các phi công Romania đang được đào tạo. Có thông tin rằng người Ukraine sẽ bắt đầu huấn luyện bay vào tháng 10. DC24 lưu ý rằng các phi công từ Ukraine sẽ học cách điều khiển chiến đấu cơ F-16 mà Hà Lan cung cấp cho Romania. Điều này sẽ làm giảm bớt lo ngại rằng Nga có thể phá hủy máy bay NATO bay tới Ukraine. DC-24 viết, Trung bình, quá trình đào tạo phi công trên máy bay F-16 mất 6 tháng. Vì vậy, chúng tôi dự đoán rằng những phi công mới đến Romania sẽ quay trở lại Ukraine vào đầu năm tới. Kế hoạch hòa bình của ông Trump có thể bao gồm khu phi quân sự giữa Nga và Ukraine. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, James Davis Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sean Ryan vào ngày 12 tháng 9 rằng kế hoạch của ông Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh có thể bao gồm việc thành lập một khu phi quân sự đặc biệt giữa Ukraine và Nga cùng với các thỏa thuận khác. Ông Vance nói thêm rằng cựu tổng thống Trump có thể đưa Nga, Ukraine và châu Âu vào bàn đàm phán để tìm hiểu xem một giải pháp hòa bình sẽ như thế nào. Theo ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, kế hoạch chấm dứt chiến tranh có thể bao gồm việc thiết lập cái gọi là khu vực phi quân sự giữa Ukraine và Nga, có lẽ giống như đường phân giới hiện tại giữa các quốc gia. Ông Vance cho biết thêm rằng Ukraine sẽ giữ được chủ quyền của mình, nhưng đồng thời sẽ phải bảo đảm với Nga rằng nước này sẽ không gia nhập NATO hoặc bất kỳ tổ chức đồng minh nào khác. Trong cuộc phỏng vấn, ông Vance nói rằng đáng lẽ Nga không nên tấn công Ukraine, nhưng Ukraine cũng có nhiều vấn đề tham nhũng. Ông cho biết nhiều cuộc chiến có bản chất là cuộc chiến giành tài nguyên, và theo ông, Ukraine là một quốc gia rất giàu tài nguyên. Tại một diễn biến khác có liên quan, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ tích cực ủng hộ Ukraine hơn tổng thống Mỹ Joe Biden nếu bà thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor cho biết vào hôm 12 tháng 9. Phát biểu của ông Taylor được đưa ra ngay sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà Harris và ông Trump vào ngày 10 tháng 9. Trong cuộc tranh luận, ông Trump né tránh câu hỏi liệu chiến thắng của Ukraine có phải là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ hay không, Bà Harris cáo buộc ông Trump đã từ bỏ Ukraine. Ông Taylor cho rằng bà Harris rõ ràng ủng hộ Ukraine và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine nhận định, Tổng thống Biden đã làm rất tốt, việc tập hợp và duy trì liên minh các đối tác, nhưng lại đưa ra một số quyết định chậm trễ. Ông ấy đã chậm đưa ra một số quyết định về hai Max, Abram và F-16, và bây giờ ông ấy chậm đưa ra quyết định về việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cựu đại sứ thay lo nói và cho biết thêm rằng, mặc dù quyết định được đưa ra chậm nhưng là đúng đắn. Phương Tây sẽ chiến đấu trực tiếp với Nga nếu cho kỳ tấn công tầm xa, ông Putin nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 nói rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Moscow nếu nước này cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa, một động thái mà ông cho rằng sẽ làm thay đổi bản chất và phạm vi của cuộc xung đột. Trong nhiều tháng qua, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục thúc giục các đồng minh cho phép Kyiv sử dụng tên lửa của phương Tây, bao gồm ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm để hạn chế khả năng tiến hành các cuộc tấn công của Moscow. Ông Putin cho biết động thái như vậy sẽ kéo trực tiếp các quốc gia cung cấp tên lửa tầm xa cho Kyiv vào cuộc chiến, vì dữ liệu nhóm mục tiêu vệ tinh và lập trình thực tế đường bay của tên lửa sẽ phải được thực hiện bởi quân nhân NATO do Kyiv không có đủ khả năng. Vì vậy, đây không phải là vấn đề có cho phép chế độ Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là liệu các nước NATO có trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột quân sự hay không, ông Putin nói với đài truyền hình nhà nước Nga. Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ buộc phải thực hiện điều mà ông gọi là những quyết định phù hợp dựa trên những mối đe dọa mới. Ông không nói rõ những biện pháp đó có thể là gì, nhưng trước đây ông đã nói về lựa chọn trang bị cho kẻ thù của phương Tây bằng vũ khí Nga để tấn công các mục tiêu phương Tây ở nước ngoài. Những lời đe dọa của ông Putin dường như sẽ không mang lại giá trị răng đe nào ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi mà suốt khoảng thời gian trước đó, Nga đã nỗ lực tuyên truyền với dân chúng rằng họ đang phải chiến đấu với 30 nước NATO để biện minh cho những bước tiến chậm trễ khi phải đối đầu với quân đội Ukraine. Việc đe dọa rằng phương Tây sẽ chiến đấu trực tiếp với Nga dường như chỉ là một hành động lặp lại những luận điệu nhàm chán kiểu lằn ranh đỏ từ phía chính quyền Nga thay vì những hành động thực chất. Nhà thầu quốc phòng Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine bị tinh tặc Nga tấn công Lực Martin, một nhà thầu quốc phòng quan trọng của Mỹ và là nhà cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine đã bị một nhóm tin tặc Nga nhắm đến sau khi có báo cáo về việc Washington nới lỏng các hạn chế vũ khí với Ukraine. Kênh Telegram Baza của Nga đưa tin vào sáng thứ Năm ngày 12 tháng 9, tin tặc đã lấy được danh sách số nhân viên và email, đồng thời đánh sập bản điều khiển của công ty Lockheed Martin. Trong thông báo, kênh này đã công bố danh sách tên các nhân viên của Lục hịch Mật Tin, số điện thoại và địa chỉ email của nhân viên đã được kiểm duyệt. Theo Baza, nhóm hacker Evil Web trước đây cho biết có trụ sở tại Nga đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Khi được liên hệ để bình luận, Lockheed Martin nói với Newsweek, chúng tôi đã biết về các báo cáo và có sẵn các chính sách cũng như thủ tục để giảm thiểu các mối đe dọa mạng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào tính toàn vẹn của hệ thống thông tin mạnh mẽ, đa lớp và bảo mật dữ liệu của mình. Các hợp đồng với Ukraine của Lockheed Martin bao gồm các bệ phóng tên lửa HIMARS, đạn tên lửa chính xác GMLRS và chiến đấu cơ F-16. Theo Baza, vụ hack có thể liên quan đến hệ thống tên lửa atacms của công ty vào việc ukraine sử dụng chúng để chống lại nga kênh này viết vụ tấn công có liên quan đến quyết định có thể xảy ra của mỹ cho phép ukraine tấn công nga bằng tên lửa tầm xa bao gồm cả atacms vào tháng 8, truyền thông Nga đưa tin, Evil Web đã tiến hành một cuộc tấn công vào chính phủ Nga, đóng cửa cơ quan an ninh mạng quốc gia của nước này để đáp trả vụ bắt giữ Pavel Durov, người sáng lập và giám đốc điều hành của Telegram. Triều Tiên hé lộ hình ảnh hiếm hoi về địa điểm làm giàu uranium trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một cơ sở làm giàu uranium và kêu gọi xây dựng các máy ly tâm mới để sản xuất thêm vật liệu cấp vũ khí cho bom hạt nhân, hạng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, đưa tin vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 9. Báo cáo về chuyến thăm của ông Kim tới viện vũ khí hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí, kèm theo những bức ảnh cung cấp cái nhìn thoáng qua, hiếm hoi về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vốn bị cấm theo nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các bức ảnh cho thấy ông Kim đi lại giữa hàng dài máy ly tâm kim loại, những cỗ máy làm giàu uranium. Báo cáo không nêu rõ chuyến thăm diễn ra khi nào cũng như địa điểm của cơ sở. Ông Kim kêu gọi công nhân sản xuất thêm vật liệu cho vũ khí hạt nhân chiến thuật, đồng thời cho biết kho vũ khí hạt nhân của nước này rất quan trọng để đối đầu với các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh. Ông nói rằng các loại vũ khí này cần thiết để tự vệ và có khả năng tấn công phủ đầu. Triều Tiên có một số địa điểm làm giàu uranium, các nhà phân tích cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại đã cho thấy việc xây dựng được tiến hành trong những năm gần đây tại trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon bao gồm cả nhà máy làm giàu uranium, cho thấy khả năng mở rộng cơ sở làm giàu uranium. Ước tính về số lượng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào tháng 7, một báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đã kết luận rằng nước này có thể đã sẵn sàng đủ vật liệu phân hạch để chế tạo tới 90 đầu đạn hạt nhân, nhưng con số đó có thể đã được lắp ráp gần 50. Cập nhật quân sự mở đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng lâm và quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị